4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em nghĩ là chắc tối nay ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa làm sao lại là sai vậy? Là đúng rồi. Ủa xong chứ ngủ lại với cô xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Quan trọng là em có dạ không? Dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, em nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ, em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả giời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ, dạ con chào cô Hồng Vân. Nói bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ, dạ chị Hồng Vân. Dạ, trên đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Đúng rồi. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Vân và chú giả. Phúc Thuận khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi, tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rù đi học, bị ép đi học. Vô lớp nằm cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau. Hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi tao thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, em nghĩ là chắc mua sữa. 1-2 trái chuối vậy thôi, không ngờ mới mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng đâu chùa em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Yeah. Sau khi mà về nhà rồi á thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chiếc tờ bự chà bá ở ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì vậy, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ Thanh Trần, xong ở đây thêm 1 cái nữa, xong ở tay thêm 1 cái nữa, phía sau thêm 1 cái nữa. Đó, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Vậy là sao? Không biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm. Không, anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi hay sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là Bụi Chà Bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em ấy khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao là sai vậy? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ.
dễ sai, dễ dễ biểu hả? Ngoan quá sức luôn vậy. Xong một bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em, nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời ơi. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó, là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. À, tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mày để tao nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong mà gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đâu sao đâu, đâu sao đâu, không, cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng là mẹ chưa. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí tụi tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. À, một buổi sáng đấy tự nhiên đòi pha nhau, xong rồi hả quên khóa cửa phòng. Quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á. Mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á, xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối vô. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá. Cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau. Ơ sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời đất ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng luôn, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có tật xấu gì? Dạ nhiều lắm đó, đây hồi dạch mặt nhiều, đó. Ơi là nhiều, ơi là không nhiều. Hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây. Giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó, xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chuyện nó đánh hết trơn rồi, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mà dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Trời, tội nghiệp nhỏ quá. Hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không? Cái tật nhây quá đúng không? Rồi, cái thứ hai nó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, để không nói là phải quên. Thời gian mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong ba dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi là không ai biết. Trời ơi, hỏi tên tất cả chém đi, ai cũng biết anh, hỏi là
không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thấy thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao chạy dí theo, mày muốn sao dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường, ví dụ như là người ta nói tới ảnh im, anh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt đó, đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à, lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, xong nó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hỏi chồng em, chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là ờ giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi, còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa mày giờ hơn, nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn ngay cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng em hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc. Trời ơi, em tái một cái bóp mặt, em giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ không. Ủa em nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vợ em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận, còn vợ em duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập, cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà mày xin lỗi mày biến ở đâu, trời đập kinh khủng luôn, cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là đập. Tội nghiệp cái lý do sâu xa là gì, thí dụ ôm là im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Yeah. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giơ tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao? Không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con. Xong hết. Không nói gì nữa, đó cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả mấy kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho cỡ lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói nhịn khát không? Dạ có chứ. Vợ em là dữ ghê lắm, năm trời là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khát luôn hả? Nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em cho em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi, đáng thương. Mà vui không, lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn dạ, vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ, một tháng. Một mới tháng. Có 1 tháng thôi. Chà, là vẫn còn con bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Dạ, tới giờ phút này luôn. Bởi đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Oh, dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á là bình thường. Bình con, thường mà còn 1 tháng như là cho 2 tháng đến tháng thứ bảy tháng thứ tám 2 tháng nữa ráng đi Khánh, anh nghĩ em không, sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Nhưng mà trong thời gian mà em ăn bầu á em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà
hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không, hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó, hot space này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa, bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn rồi á, là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc, mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai để xem họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Đặng Hồng Ân. Hiện nay em là nhân viên check-in của hãng hàng không. Hiện nay em đang được là 31 tuổi rồi. Rồi còn em? Em là Võ Thanh Vi. Em 30 tuổi. Em là nhân viên điều hành tour. Ân với Vi là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 6 năm về trước em làm ở sân bay. Em là nhân viên an ninh soi chiếu. Còn ảnh là nhân viên thủ tục. Thì lúc đó thì tụi em chỉ làm đồng nghiệp thôi, chứ cũng chưa có nghĩ hết. Tại vì lúc đó tụi em đều có bạn trai bạn gái hết rồi. Rồi thì tụi em yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau được 6 tháng rồi mà cưới luôn. Hả? Biết nhau 6 năm rồi yêu nhau 6 tháng. Dạ. Cưới luôn. Suốt cái thời gian mà làm việc chung với nhau ở sân bay không có yêu. Dạ, không có yêu. Bạn bè. Dạ. Đến cái lúc cách đây 3 năm, đó là tụi em đang có trục trặc, em buồn. Em mới tâm sự với chồng em bây giờ. Thì anh này không biết nghe rồi thấm sao đó em không biết. Nhưng mà lại mời em đi cà phê, rồi tỏ tình với em. Bạn cái đấy là nó nhanh không? Dạ không, tại vì trong thời gian trước đó 3 năm á, thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, cũng tâm sự với vợ em, cũng có sự đồng cảm này kia. Sau này thấy vợ em lại cũng có trục trặc, lại có hoàn cảnh y chang giống em hồi xưa. Thì em thấy thì kiểu này trước sau cũng chia tay thôi. Thì giờ đây là cơ hội của mình. Vậy đó hả? Là xong lúc đó là em quyết định tỏ tình luôn. Dạ. Là cách đây 3 năm. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao lại nãy chị nghe là yêu nhau 6 tháng? Cái đó là lúc đó là chưa thành công. Đây là cơ hội của mình. Nhảy vô. Nhưng mà nhảy không được đúng không? Dạ. Thực sự em hoang mang tột độ luôn. Tại vì em không nghĩ ra đúng không? Em không nghĩ là ảnh lại mời em ra để tỏ tình. Cái em mới nói với ảnh là thôi anh làm em sợ quá. Em hay là thôi anh cho em thời gian 3 ngày để em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì em mời ảnh ra em nói chuyện. Em mới nói với ảnh là tình cảm của em với bạn trai có rạn nứt, nhưng mà em cảm giác thấy là tụi em vẫn có thể hàn gắn được. Cho nên là em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Anh nghe nói thì lúc đó em giận lắm. Giận đúng không? Em đập bàn xong em lấy xe em đi về luôn. Đập bàn xong lấy xe đi về. Đúng vậy, đi về. Từ lúc đó là em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa Facebook, xóa mọi Yahoo liên hệ liên lạc luôn. Quế đúng không? Cái sau 3 năm cái một cái buổi là tiền họp mặt bạn bè. Lúc đó em cũng buồn, ở nhà không làm cái gì. Em cũng đồng ý đi. Lúc đó lại không biết tự nhiên lại vợ em xuất hiện. Em nghi rồi, xong rồi có cái dắt bị gài. Nhưng mà thực sự là có gài không hay là vô tình?
Thực sự ra là một sự tình cờ có sắp xếp trước. Em với bạn em, hai đứa cũng bàn với nhau trước là bạn em sẽ mời anh này. Sau khi mà ăn uống xong với bạn bè xong thì em hẹn anh này ra bờ sông để tỏ tình luôn. Là em tỏ tình với anh? Dạ. Em tỏ tình với anh. Ủa là lúc đó em với bạn trai là coi như chia tay? Dạ. Chia tay rồi. Sau nửa năm sau là em với bạn trai em chia tay luôn. Lúc đó em mới cảm giác hối hận quá. Dạ. Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn xỉn rồi. Cái em mới lo anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm. Tại vì em khó chịu lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Trời ơi kì. Ủa nhưng mà bên này chưa kịp trở tay luôn là sao? Dạ, đang nghe nói chuyện em quay mặt ra thấy vậy em đưa môi lên lại em tới luôn. Tới liền chứ. Dạ, tới luôn. Rồi, tụi em nói là yêu nhau 6 tháng cưới luôn. Từ lúc quen đến lúc quyết định cưới là 6 tháng rồi. Từ lúc quyết định đến lúc cưới là 6 tháng rồi. Từ cưới cho tới bây giờ ngồi đây là bao lâu rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi tại sao yêu có 6 tháng mà cưới? Ai bắt cưới? Em bắt cưới. Dạ, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng không có còn nhỏ nữa. Nên em thấy là nếu như mà mình đã đồng ý quen là mình cưới luôn. Cưới luôn, đó. Đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói với ảnh là bây giờ anh mà không cưới là em đi Úc. Cái chồng em mới về năn nỉ mẹ ảnh là mẹ ơi con muốn cưới vợ. Mà lúc đó mẹ chắc đồng ý liền cái gì? Dạ đồng ý. Em cũng lớn tuổi rồi. Gặp một nàng dâu như thế này đúng không? Dạ. Rồi anh hỏi nè, cưới nhau xong về rồi có vỡ mộng gì không? Dạ vỡ mộng nhiều thứ. Không phải nó làm rầm mong làm rầm dữ chưa. Dạ hồi xưa vợ em nhìn thấy hiền hậu dễ thương, xong là lúc mà cưới về xong là đáng nhận hết, nó như nếu bằng tay vậy á. Lật tay lật. Ủa là sao cụ thể? Dụ gì mà dụ cụ thể đó? Dạ, ví dụ như là rất là dữ lắm, đánh chồng như là con vậy. Được luôn á hả? Dạ, ví dụ như giận cãi lộn á là ha, em đứng dưới đất thì vợ nhảy lên giường chống nặng nắp vậy. Sao? Chồng mà là đồ đạc trong phòng luôn quăng hết. Đồ trong tủ quăng ra ngoài. Ủa trong tưởng tượng đồ ở trong phòng thì quăng trước qua cửa sổ, máy tính, tivi đặt hết luôn. Đặt luôn hả? Dạ. Có khi nào mà em phản ứng lại không? Dạ không. Em thì chịu đựng thôi. Quánh dữ dội nữa đúng không? Nhiều khi em ức quá thì em làm gì? Em bỏ đi ra ngoài. Ủa? Hai bạn ở đâu? Ở nhà. Mới đầu về thì cưới ở nhà em. À ở nhà em. Vậy là bạn này có khi nào mà giận chồng quá hay là làm quá lên rồi bỏ về nhà mình không? Làm hoài. Làm hoài luôn hả? Lần thứ nhất là lúc nào? Sau khi cưới được bao lâu? Cưới được tuần. Em nói anh không nghe nên em lấy đồ em bỏ về luôn. Nói gì mà không nghe vậy? Ảnh có cái tật xấu là ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á, cứ đặt xuống là ngủ mà đồng hồ reo cũng không dậy luôn. Mà tại vì làm ca kíp á là ảnh 3 giờ sáng ảnh phải dậy rồi. Nên là ảnh hay đặt đồng hồ reo 3 giờ dậy. Mà đồng hồ reo thì reo ảnh ngủ à. Chứ anh nếu mà dậy thì đi trễ. Không, em hẹn tới 3-4 lần nữa. Vậy thôi là em xách vali về đó. Dạ tại vì em thì em hay khó ngủ. Em mà nghe tiếng đồng hồ reo á là em không ngủ lại được. Em thức tới sáng luôn. Cái là được 3-4 ngày. Cái em nói ảnh là anh ơi anh nghe đồng hồ reo là anh phải dậy để anh tắt đồng hồ reo. Để đừng để em thức dậy. Em thức dậy là em ngủ lại không được. Em nói không nghe. Ảnh cứ vậy đó. Xong rồi qua tuần sau cái mắt em thâm quầng như hai con gấu trúc vậy đó. Cái sáng hôm đó đồng hồ cũng reo luôn mà anh không dậy luôn. Em tức quá. 4 giờ sáng em xách đồ em đi về nhà em luôn. Rồi sáng thức dậy không thấy vợ mình đâu. Lúc đó thì em buồn ngủ thôi kệ ngủ luôn rồi mai dậy tính. Dạ, tại bữa đó em nghỉ nhưng mà em quên tắt chuông. Rồi cuối cùng sao mới tính được? Xong rồi chiều qua năn nỉ. Lâu không? Dạ em chỉ bắt ảnh hứa là sau này mà đồng hồ reo là phải bật dậy liền. Đừng để cho em thức dậy, em mà thức dậy là có chuyện. Dạ ảnh tập cái thói quen vậy luôn á. Vậy là tốt đúng không? Bật dậy liền. Vậy là tốt, dạ. Nói chung là kéo vali về có hiệu quả không? Dạ. Rồi anh hỏi luôn là vợ em kéo vali về nhà mẹ đẻ là nhiều lần không? 3-4 lần. Có thể kể một câu chuyện tiếp theo về cái việc mà cô ấy sắp lần đi về nhà lần thứ hai không? Dạ, lần thứ hai là em add fan lại mấy cái cô người yêu cũ em phải hút. Rồi, dạ sao? Em phát hiện. Ủa sao phát hiện được vậy? Thường là ngày nào em cũng vô em kiểm tra hết là xem like bao nhiêu hình gái, add fan bao nhiêu. Trời, like bao nhiêu hình gái em biết luôn hả? Dạ, em hỏi tại sao cô này anh không làm chung, anh không bạn bè, không học chung gì hết mà tại sao anh add fan. Gái lạ quắc lạ quơ gì cũng add fan. Cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị lộ ra. Sau này nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Em nói với chồng em, chồng em không nghe. Cái cũng add fan gái lạ. Rồi cái em âm thầm em xóa những cái gái lạ đó đi. Ảnh bực mình, ảnh chọc tức em bằng cách là tìm mấy cô người yêu cũ add friend lại để em tức chơi vui vậy. Lúc mà em phát hiện ra vậy á, em cho căn phòng thành đồ bay hết luôn. Laptop bay
điện thoại bay, đồ đạc bay. Xong rồi em xách vali đi về nhà em. Lần đó về bao lâu? Lần đó em về một tháng luôn á chị. Rồi bây giờ lỡ là kể luôn lần thứ ba đi. Để ông mày kể đi nè. Chồng kể sao? Chồng lý do sao? Sao? Cứ để vợ cũng đi. Gần Tết rồi. Em đang bên nhà vợ em phụ dọn dẹp này kia đó. Thì rảnh cái em đi qua bên tiệm bên đường em cắt tóc. Cắt tóc xong về nhà cái vợ nhìn tóc em, vợ không thích. Vợ nói ra cái tóc cắt như cô hồn. Rồi sợ sẻ em nói này kia, nó không thích tóc em, cấm anh cắt tóc này kia. Em thấy nó bị xúc phạm cái quyền cá nhân của em á. Đã Facebook mà điện thoại là quản lý rồi, bận đồ cũng không theo ý mình, tóc cũng không theo ý mình nữa. Cái xong rồi tức quá em chào ba mẹ vậy em đi về luôn. Đi về luôn rồi coi như là lúc đó em ở nhà mẹ. Dạ em ở nhà mẹ nguyên Tết luôn. Tụi em mỗi lần mà giận nhau mà cãi nhau lớn như vậy là em là người đòi ly dị. Là đòi mấy lần rồi? Ba lần. Coi như ba lần bỏ nhà qua bên nhà mẹ là ba lần đòi ly dị. Dạ. Có lần nào ký không? Dạ thì lần cuối cùng là ảnh ký luôn. Nhưng mà sau đó em lên mạng em thấy ôi sao thủ tục ly hôn lằng nhằng quá. Nào là lên nộp rồi đóng phí rồi đợi mấy ngày rồi giảng hòa đủ thứ hết. Em thấy sao làm thủ tục kết hôn thì nhanh thôi, sao làm thủ tục ly hôn nó lằng nhằng quá. Cho nên là em nói với chồng em á là thôi anh đi làm đi, bao nhiêu tiền em đưa chứ em không đi làm được tại vì em mắc đi làm giờ hành chánh rồi. Cái anh nói với em á là muốn ly dị thì em đi làm đi chứ sao em kêu anh đi làm cái đùng qua đùng lại cái tờ ly hôn nó còn giữ vậy. Hay dạ, xé rồi bỏ rồi anh. Chị hỏi nè, nếu như thực sự chuyện nó xảy ra thì chị hỏi thật luôn cả hai đứa, thì em có thấy hối tiếc không? Dạ có. Sau cái lần đó thì em mới nghiệm ra một điều là vợ chồng với nhau mà sống với nhau còn lâu còn dài, còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều nữa. Mà khi hễ cứ mỗi lần mà cãi nhau là đòi ly dị, cãi nhau là đòi ly dị thì nó không phải là một cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là thể hiện cái bế tắc của mình trong giải quyết vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi thì hy vọng là đừng có lần thứ tư. Em cũng có đồng cảm với vợ em chuyện đó không? Dạ đúng. Em thấy tại chính xác em, là như vậy đúng không? Tại lúc đó em suy nghĩ là cưới vợ cực lắm, cưới một lần thôi. Cực quá mà. Giờ chị thấy như vậy nè. Vì chị có một cái cảm nhận như thế này. Ân có nhiều điều mà em không thể chia sẻ được với Vi. Đáng lý ra có những cái em muốn nói nhưng em chưa nói được. Chị biết chắc chắn như vậy. Còn về phía em á, em là một người rất là hiểu biết. Em không có nhìn gần, em nhìn rất là xa. Nhưng mà có đôi khi như vậy nè, mình có một người chồng, mình phải nghĩ rằng ảnh là chồng đó, đừng có nghĩ ảnh là cái vật sở hữu của mình. Em phải kích thích để mà ảnh phát huy những cái tiềm ẩn mà ảnh có. Chị nói ví dụ em phải tạo lòng tin là em tin chồng. Thì những cái chuyện ví dụ như là Facebook nè, điện thoại nè, em đừng control nhiều quá. Sau này em còn nhiều thứ để em phải lo toan, về con cái, về cuộc sống, về kinh tế đủ thứ. Cho nên rằng em phải tập cái thói quen từ đầu là em rất tin anh và anh phải tạo được lòng tin đó đối với em. Có nghĩa là hai cá thể cùng phát triển tồn tại song song trong một ngôi nhà, chứ không phải là đó là sở hữu của mình. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Còn về phía chồng, em có những cái gì em phải tâm sự với vợ em. Tại vợ em là người rất hiểu biết. Em nói mà cổ không thể nào mà cổ cãi được thì cổ sẽ nghe. Chị nghĩ là như vậy thì tụi em mới không có lần thứ tư. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Thay đổi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Wow, dễ thương quá à. Mời hai người mẫu của chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thành Phước, năm nay 28 tuổi, làm về công nghệ thông tin ạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Yến, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai bạn là quen nhau như thế nào và tình yêu của hai bạn bắt đầu từ đâu? Dạ, thì quen nhau thì vợ em là người chủ động làm quen ạ. Cái hôm mà em được vợ làm quen là em đi với mấy người bạn đến cái nơi mà vợ em đang diễn văn nghệ đó. Thì vợ em không biết sao mà chủ động xin số điện thoại và làm quen luôn. Vậy hả? Lý do gì vậy? Có phải là do ảnh dễ thương quá, ảnh xoáy cao quá cho nên là muốn xin số làm quen đúng không? Dạ, lúc đó là em nghĩ như vậy đó. Dạ, tại vì lúc đó là cả mọi người đều theo cái trào lưu hip hop. Thì chỉ có duy nhất chồng em trong một đám bạn thì mặc đồ rất là bình thường. Dạ, cho nên là đối với em là cái bình thường đó là đặc biệt. Mà đặc biệt là ảnh không có thèm giờ em, cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Đối với em này là anh này chắc lạ dữ lắm đây. Ủa, bữa lúc đó em gặp vợ em không thấy vợ em đẹp hay sao mà em không dòm vậy? Dạ, vợ em lúc đó xinh lắm chứ, xinh nhất trong cái những người con gái em gặp luôn. Có điều là tại vì lúc đó em nhìn thấy ghê lắm.
Bởi vì không dám nhìn luôn, sợ nhìn mê cái không có gì để mà... Tức là em tự cảm thấy mình thấy ghê á. Dạ. Em có nhìn thấy đúng không? Dạ. Nhưng thấy đẹp quá cho nên thôi. Rủi nhìn lén lén nhìn. Nhưng mà chính vì cái điều đó mà lại tạo nên cái sự ấn tượng trong cô này. Dạ đúng rồi. Tại sau khi xin số điện thoại thì như thế nào? Dạ lúc đó thì em giả bộ em nói là sắp tới thì có một cái buổi offline, em hy vọng là anh tới dự cho vui. Thế lúc đó là em mới nhắn tin. Thì mỗi ngày em nhắn một tin nhắn hỏi anh là anh dậy chưa, ăn chưa. Thì một tuần sau thì em thấy anh nhắn cho em cái tin là Yến à, từ đây về sau mà em có muốn gì thì cứ việc nói với anh. Trời, em biết rồi, lúc đó là em biết là anh này thích mình rồi. Em, cái lúc mà em thấy bạn này, bạn cứ nhắn tin cho em để xin số điện thoại em vậy á, thì lúc đó em suy nghĩ gì trong đầu? Em nghĩ là chắc đang giỡn với em đây, đang chọc em chơi. Tức là thôi. Đang chơi trò Tom and Jerry đó không? Dạ. Ôi, vậy mà em không tưởng tượng đó là thiệt luôn hả? Rồi khi mà em nói cái câu là từ sau em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh, là trong đầu em nghĩ cái gì? Lúc đó là em bị mê rồi. Thì ý của em là muốn nói là nếu có thích anh thì nói thẳng ra luôn hả? Dạ không, ý em là em đã mê cô ấy rồi, bây giờ cô ấy muốn làm điều gì em sẵn sàng em làm đó. Giúp hết. Dạ. Ủa lúc đó là khoảng năm nào? Lúc đó là em mới 19 tuổi. Dạ còn em 17 ạ. Ôi vậy đó hả? Dạ em học lớp 10. Ngộ quá ha, tức là em gặp anh này là em thích liền. Dạ. Mà anh này cái sắc của ảnh so với những nhóm bạn á, thì cái sắc của ảnh có hơn tất cả mọi người không? Dạ không, anh xấu. Dạ xấu. Mà tại sao em lại đắm đuối như vậy ta? Thì người ta cái gu người ta là cái gu xấu. Tại vì ảnh ăn mặc rất là bình thường, trắng trẻo rồi ra dáng thư sinh lắm. À tức là em thích người thư sinh lịch lãm. Dạ. Em không thích bụi bặm, không thích người là đúng hip không? Hop đó. Hip hop. Dạ. Động hip hop. Dạ đúng rồi. Rồi sau khi mà ảnh nhắn tin cho em, có nghĩa là có gì em cứ nhờ ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó là coi như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi. Dạ. Bao lâu thì mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau câu nói là tụi em bắt đầu quen nhau. 17 tuổi. Dạ đúng rồi. Thế thì cái tình yêu học trò của tụi em nó có đẹp không? Nói chung là rất là đẹp. Tại tụi em quen 7 năm thì mới tiến hành tới cưới. Thì trong 7 năm đó thì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà đa số là vui. Và cưới nhau một cách êm đềm luôn, có sóng gió gì nữa không? Rồi sao nó là có khó khăn gì? Có hả? Có dạ. Sao? Mà gần cưới thì cũng cãi nhau, em lại nói thôi không cưới nữa. Dạ thì em có nói với ông ngoại em là con thấy không ổn. Ông ngoại nói thôi tao thấy mày cũng còn nhỏ quá, thì thôi khoan đi, mày mời gia đình bên qua, tao nói chuyện. Dạ thì em có gọi qua cho anh này, gia đình anh này qua. Dạ thì chắc là qua với một tinh thần rất là hồ hởi. Nhưng mà khi qua thì gặp ông ngoại em nói thôi nghe, ông cưới gì nữa nghe. Ông nội kéo em lại nói là thôi từ từ đi anh. Rồi em kể tiếp nghe coi nó làm sao. Thì em chở ông nội qua để mà nói chuyện với ngoại. Ông ngoại nói là thôi hủy hôn đi. Cái ông nội mới bàng hoàng xíu và nói thôi anh cứ bình tĩnh đi. Thì tụi nó đã tính tới bước này rồi, tụi nó cũng quen nhau lâu rồi, giờ hủy hôn thì tội tụi nó, để tụi nó suy nghĩ thêm. Cái thế là em chở ông nội về. Về xong rồi cái quay lại em khóc sướt mướt luôn. Tại vì nghĩ là sắp có vợ rồi, giờ tự nhiên cái bị hủy hôn, buồn quá khóc. Một phần vì sắp mất vợ, một phần vì tiếc tiền nữa. Trời đất ơi. Khóc không phải vì chia ly mà coi như là tiếc tiền quá. Để khóc quá trời luôn. Rồi sao nữa? Rồi sao cuối cùng lại có như có quỷ thiệt không hay là chỉ mới tới đó thôi. Thì mẹ em thấy anh khóc quá trời luôn, rồi ôm nhau giống như là mẹ con vậy đó. Thôi con đừng khóc nữa. Để mẹ tính lại. Dạ thì lúc là em cũng khóc với mẹ em luôn. Dạ không, em đứng em nhìn thôi, thì ảnh với mẹ em ôm nhau khóc hai hàng để với mẹ rồi thôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì thấy hai mẹ con khóc sướt mướt quá, cái ông ngoại cũng suy nghĩ lại và cho hai đứa tiến tới hôn nhân luôn. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau được 2 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ hai bé. Trời ơi. Em bé rồi hả? Dạ. Trời ơi, thấy chưa? Hai bé mà phọt như người mẫu. Trời. Ghê thiệt chứ. Chắc tập dữ lắm luôn đúng không? Tập không? Dạ không. Sanh nó ra rồi chăm nó cực kỳ tự động nó xuống thôi. Vậy hả? Ủa nhưng mà con em là đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. Hả? 2 tháng hả? Dạ. Sao giỏi quá vậy? Ôi chạnh lòng quá. Thôi nghỉ, không có dẫn chương trình nữa. Đi vô mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá nhiều. Vô gym này nè, em hai đứa này được bằng như người ta không em nói? Trời ơi, tôi lớn tuổi hơn. Trời ơi. Thon rồi. Trời ơi. Người đàn ông nào người 40 mà dáng đẹp với mình. Trời đất ơi. Đứa lớn bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bé lớn được 1 tuổi rưỡi ạ. Có nghĩa là 2 năm 2 đứa. Dạ đúng rồi.
Thì em ở riêng hay ở chung? Dạ ở chung với ba mẹ em. Sau khi đấy về chắc có lẽ là cuộc sống chắc cũng vui vẻ đúng không? Dạ không có gì. Chính xác. Em thấy là em cưới ảnh là chỉ may mắn một thôi, nhưng mà được vô gia đình như gia đình chồng em là may mắn tới 10 lần. Dạ tại vì ông bà cố rồi ông bà nội giữ cháu giúp em, thế em mới sanh hai đứa liên tục như vậy. Ừ dạ. Vậy mà sao em nói em nuôi cực quá rồi em ốm? Dạ cái đó là ban đêm thì vẫn phải đưa về ngủ với mình chăm. Anh hỏi là vậy trong cái giai đoạn mà vợ em sinh con và chăm con á, vợ em có thoải mái không hay là có khi nào tức là có bị stress mà có bị trầm cảm sau sinh không, tại vì nhiều khi cực quá đó. Dạ cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình em, tại vì em là người sanh hai đứa đều bị hết. À sao em? Dạ thì vợ em giống như là cái tính tình nó thay đổi 180 độ trước khi sinh luôn. Kỳ cục lắm, kỹ tính nè, rồi nhạy cảm nè, rất là khó chịu luôn, khó chịu trong mọi điều luôn. Tức là lúc trước khi sinh là không hề như vậy? Dạ không hề, rất là vui vẻ, háo hức chào đón cháu nó ra đời luôn. Ví dụ như thế nào? Tự nhiên sinh xong cái nhìn đâu cũng thấy vi trùng, vi khuẩn á. Cái suốt ngày bắt em dọn dẹp hoài, đi làm về là phải dọn dẹp. Cái đó là bị hội chứng đó, chứ không phải là dặn, không phải là stress nữa. Lo cho bị một cái hội chứng kỹ. Dạ, dạ nhiều lắm. Rồi bắt em rửa bình sữa thì cứ lén nhìn hoài coi có bỏ qua giai đoạn nào không, sợ dơ con nó đau bụng. Dạ. Rồi đọc trên báo thấy không có vaccine tiêm cho con, mà trong khi đó con 2 tháng sau mới tiêm. Giờ không có đã khóc lo lắng ngủ không được luôn. Lo xa đúng không? Xa, dạ. Còn gì nữa? Rồi người thân đến thăm á, nếu mà lỡ nói gì mà động chạm nhẹ đến vợ em á, giống như là sao bé thế này, sao con không làm thế này, sao con không ủ ấm cho bé này nọ, là cái vợ em cũng buồn khóc nữa. Dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương. Còn gì nữa? Nùi dẻ bắt em phải tẩy trắng sạch sẽ vậy đó. Phải tẩy bằng xà bông này nọ đàng hoàng, phơi khô lên, không được xài tùm lum tà la luôn. Đây là cái dạng là bị hội chứng sợ vi trùng á, tức là không có cái đó, giống như là có những người bị hội chứng sợ máu á. Dạ. Anh thấy có nhiều bà vợ là sau khi sinh xong mà còn thay đổi tính, là nóng tính lên. Dạ. Vợ em có nóng tính không? Dạ có nóng tính lắm. Hai vợ chồng cũng cãi nhau, thì đợt đó là vợ em đập bể bình sữa luôn mà, văng lum la cái em sợ quá cũng phải năn nỉ xin lỗi. Rồi cãi nhau nặng hơn xíu nữa thì đòi ẵm con đi. Rồi có lúc thì kinh khủng hơn thì đội hai mẹ con nhảy lầu luôn. Trời ơi. Tức là cả hai bé em đều bị cái triệu chứng như vậy luôn. Mà em biết trước là mình bị, bình thường em rất là bình thường, nhưng em biết là cái thời điểm đó em sẽ như vậy đó. Em nhìn mọi thứ nó đem một cách rất là tiêu cực. Như vậy là có nghĩa bây giờ em vẫn còn đang bị? Dạ bây giờ thì nói ra thì tại vì bé mới 2 tháng rồi đúng nhưng không? Mà em bị như vậy là thường là 3 tuần cho tới khi mà ra tháng. Mà bây giờ hết rồi phải không? Dạ bây giờ hết rồi. Nhưng mà giờ thấy nụ cười tươi quá mà. Mẹ của em á có đồng cảm và có lên an ủi hay tâm sự với em không? Bé đầu thì chưa, mẹ chưa hiểu lắm. Thì lúc đó thì em với mẹ em cũng có hụt hẫng. Đỉnh điểm là mẹ em đã lên phòng và nói là sao suốt ngày con cứ khóc lóc hoài vậy? Nó dễ thương như vậy mà con vẫn cứ khóc lóc. Thì lúc đó em vẫn tiếp tục khóc. Chồng này về dỗ em. Thì nói chung là lúc đó em nhìn cái gì thì nó cũng bi quan á, bi quan lắm. Bây giờ em nghĩ là em vẫn còn buồn cười mình nữa. Nhưng không, mà thật ra nó là tại vì á, biết mấy ông chị cũng có một cái thời điểm mà lúc đó là chị sanh xong rồi á, em biết là bắt đầu chị sợ chiến tranh nè, chị sợ bão lụt nè, chị sợ thiên tai, sợ lắm. Dạ, nhìn rồi. Đâu chị cũng sợ hết trơn á. Dạ. Tại vì mình cưng con mình quá, mình thương quá. Dạ. Cái bản năng bảo vệ của mình nó trỗi dậy á. Tại vì vậy nè, em biết không, lúc mà mình để con mình trong bụng á, mình yên tâm toàn phần bởi vì đi đâu mình cũng mang nó theo. Dạ. Và mình biết là mình đang bảo vệ được nó. Dạ, khi mình sanh nó ra rồi á, là tự nhiên mình cảm thấy nó bị tách khỏi cơ thể của mình á, là bắt đầu mình sợ. Dạ. Tụi mình sợ lắm, sợ tất cả mọi thứ luôn. Dạ, đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Dạ. Đó. Em cũng rất là mong mọi người sẽ quan tâm. Quan tâm đến vấn đề này. Dạ đúng rồi. Còn đứa thứ hai thì sao? Dạ tới đứa thứ hai thì gia đình em rành rồi. Biết rồi. Mà chắc có lẽ là em là người chia sẻ. Dạ đúng rồi, em giải thích cho mọi người. Em với vợ là làm tư tưởng cho gia đình trước. Thì cũng cái dịp hôm đó là có một người khác bị cái trường hợp nặng lắm, thì em mới dẫn chứng ra luôn. Cái gia đình em mới thấu hiểu và hỗ trợ tụi em trong việc chăm sóc con, để vợ em bớt phải suy nghĩ lung tung nữa. Anh hỏi em là trong cái giai đoạn mà vợ em á, bị những như thế đó, dạ, thì em có thể chia sẻ rằng là em giúp vợ mình vượt qua là như thế nào? Em rất là thấu hiểu vợ, em đem vào phụng sinh với vợ luôn. Em thấy vợ đau đớn này nọ nên em rất thương. Vợ có cọc cằn hay là có nóng tính, có đập đồ này đi nọ em cũng không có trách nữa. Tại vì em biết đó là cái người phụ nữ mà sau khi sinh đó, người ta phải bị gò bó nhiều thứ lắm. Anh em thấu hiểu cái điều đó và thông cảm, rồi chăm sóc vợ nhiều hơn. Không, thực ra nếu mà những bạn trẻ nào á, mà chuẩn bị có em bé mà xem cái số này á, các bạn quan tâm một chút xíu nè, kể cả phụ huynh. Hội chứng sau sinh là hầu như là bị hết.
và cái biểu hiện cũng như là những cái hành vi lúc đó của người mẹ nó sẽ tạo cho những người xung quanh khó chịu. Dạ đúng rồi. Đó, và từ cái khó chịu đó nếu như mình không đồng cảm, mình không chia sẻ thì nó sẽ tạo một cái hố sâu ngăn cách hơn nữa, và từ từ cô lập cái người mẹ, và người mẹ sẽ đi đến việc trầm cảm nặng. Đó thì Vân thấy là mọi người nên để tâm đến những người mẹ mà sắp sửa sanh, nhất là những sanh đứa con đầu lòng. Tội nghiệp lắm. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cũng chúc mừng em có người chồng quá thấu hiểu. Dạ. Thì kế hoạch hai đứa vậy là đủ rồi. Dạ. Dồn sức lại, chung tay lại để mà chăm con, nuôi con khôn lớn nha. Và lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp, có nụ cười tươi. Và hãy nhớ cái câu này rất hay. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Dạ. Hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng nghe những câu chuyện của các cặp vợ chồng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận. Con tên là Trang Ngọc Thiện. Năm nay con 26 tuổi, quê ở Bến Tre. Hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Hai vợ chồng con đang làm chung về kinh doanh. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Hồ Thị Hồng Mơ. Năm nay 25 tuổi. Cái câu chuyện tình yêu của các con nó bắt đầu như thế nào? Dạ. Hai đứa này là thấy là thuận lợi lắm này, làm ăn cũng được, các thứ này kia, vậy là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trời ơi, bé này hơn một tuổi. Tụi con gặp nhau là ở đây luôn ạ. Đây còn luôn. Vậy là chương trình bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, tụi con gặp nhau ở chương trình ghép đôi thành tóc. Trời, nó còn ghê hơn bạn muốn hẹn hò nữa. Là nó thành tóc quá vậy? Nó thành tóc luôn á. Tốc độ thật sự luôn, tất cả mọi thứ đều tốc độ. Vậy hả? Đâu kể đi con. Dạ, tụi con bắt đầu quay phim vào ngày 8 tháng 10 2021. Thì quay xong thì tụi con cũng có bấm nút chọn nhau. Lúc đó thì xong rồi cái ra xuống dưới thì tụi con có ngồi nói chuyện đây tầm một tiếng nữa. Thế là sau đó tiến tới luôn. Thế là bấm nút một phát xong rồi một tiếng đồng hồ đó là hai đứa cảm nhận là... Dạ. Là... cái kiểu là mình cảm nhận được cái đối phương, cho nên là mình muốn đi tìm hiểu đối phương, là muốn đi xa hơn. Cho nên là tụi con sau khi chương trình về thì hai đứa cũng có liên lạc này kia. Rồi xong con qua nhà bạn vợ con chơi. Rồi xong cái hai đứa tìm hiểu nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, cái xong cái... tới bây giờ cưới luôn. Dịch xong á, là con cũng chưa nghĩ mà cũng không có việc gì làm cả. Rồi kiểu con muốn tìm một người thật sự là nghiêm túc để mà có thể là mình có thể quen lâu dài, chứ thật sự con rất là không thích cái cảnh mà cứ quen nhau xong rồi chia tay á, rồi xong nó cứ mập mờ thì con không thích. Thì con đăng ký chương trình này với phương diện là thoải mái thôi. Thì nói chuyện lúc đầu, ban đầu con tưởng tượng chồng con là một cái người rất là gầy á, kiểu khô khô vậy đó. Tại vì nghe nói chuyện chân thật lắm thì con tưởng tượng được như vậy. Thì lúc mở ra chỗ đẹp trai quá, chỗ đẹp trai quá. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, đẹp đúng trai rồi. Quá lắm. Nhưng mà bạn này mở ra thấy vợ mình sao? Có hồn không? Thấy dễ thương lắm, dễ thương lắm. Tại vì trong quá trình mà quay chương trình, bạn có kể hoàn cảnh gia đình, thấy thật sự đây là một cô gái rất là nghị lực. Chúng là gia đình trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà vẫn trên đây, ở trên Sài Gòn một mình, vẫn đi làm này kia, vẫn phụ gia đình để mà trang trải cuộc sống này kia. Một phần là ngưỡng mộ về cái tư duy của vợ con. Cái đó là lúc chưa thấy mặt thôi. Mà tỷ dụ mà giờ mở ra mà không có dễ thương vậy cũng dễ gì ha. Đúng rồi, đúng đó, không bấm chung đâu. Hai vợ chồng đều thích cái đẹp. Đúng không? Gặp một cái là choáng ngợp liền đúng không? Hay quá, đẹp bên ngoài và đẹp ở trong tâm hồn nữa đúng không? Thế thì con có thích cái vẻ đẹp tâm hồn của anh không? Dạ, lúc đầu thì con nhìn đây là đẹp trai thì con nghĩ là đẹp trai mà còn kiểu hiền hiền, hơi dính dính. Thì chắc anh này ở ngoài chắc cũng phải kiểu như là hiện nay thì xu hướng người ta hay gọi là trap boy á. Đúng rồi, sao mà hiền mà kiểu dễ thương mà kiểu còn khoe trò rồi vui tính như vậy. Thì làm sao mà không có nhiều cô gái theo được. Thì con cũng nói chuyện từ từ thì xong rồi. Một thời gian con thấy là kiểu anh này là vừa rất là thương gia đình luôn, rất là sâu sắc luôn. Thì con nghĩ là anh này nghiêng về gia đình nhiều. Bên cạnh đó nữa là anh dành 100% thời gian cho con luôn. Sau cái chương trình xong là ngày nào alo em và rất là chủ động. Thì hiện nay á, người ta hay hỏi là em ăn cơm chưa, vậy em ăn đi. Còn đây là hỏi em ăn cơm chưa, rồi em chưa ăn ok tí hồi qua chở đi ăn. Nhà con nhỏ xíu à, thì con hay lau bằng tay. Con không thích lau bằng cây thì con lau bằng tay vậy đó. Thì chồng con kêu sao em cứ lau bằng tay hoài vậy. Chỉ nói một câu thôi, hôm sau chồng con vác nào là chổi nè, rồi cây lau nhà nè, rồi bình nước nè, qua lau. Tức là có sự quan tâm, có sự quan tâm. Đúng rồi, rất là chủ động và tinh tế. Và chủ động và hành động. Người đàn ông làm nhiều hơn là nói. Tại phòng khám đa khoa SBB, với đội ngũ bác sĩ và đồng nghiệp giỏi, chúng tôi từng bước hướng tới một dịch vụ y tế tư nhân đẳng cấp, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động với bệnh tật. SBB Healthcare dùng yêu thương trí tuệ để thức tỉnh và cùng nhau hướng tới tương lai. Sao nhìn ghép đôi thằng tóc? Là bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có cái lần hẹn hò đầu tiên? Và cái lần đó là đi đâu và làm gì?
Sau cái chương trình đó là ngày hôm sau tụi con gặp nhau rồi. Tại vì lúc đó dịch đó là có đi đâu chơi được. Cái mới la là thôi để anh qua nhà em chơi. Qua nhà cái con mua trái cây rồi sữa chua kiểu rồi qua. Xong bữa đó bạn nữ hơi bệnh á, là cũng quan tâm một xíu. Cái hai đứa ngồi uống rượu. Uống rượu tại gia luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên trong tủ lạnh có hai chai soju. Mà uống rượu với trái cây hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ rượu trái cây đó. Sao chắc con thanh đạm quá vậy? Ủa nhưng mà lúc đó là con ở cái nhà đó là ở với gia đình hay ở mình ơn con? Mình. À bởi đi đâu chi cho mệt. Dịch rồi đi tốn tiền, trong ở nhà nó vui vẻ biết bao nhiêu. Còn cái điều này nữa, chúng nó nhậu với nhau mà nhậu tại gia thì không biết nó có cái chuyện gì nó xảy ra không. Mà hỏi nó đi chứ hỏi chị. Biết đó bây giờ hỏi nó nghe đó. Hỏi cô sao cô biết được trời. Đó nhậu tại gia không có cái điều gì nó xảy ra không? Ra là cái hôm đầu tiên á là gặp nhau chỉ là ngồi nói chuyện chơi vui thôi. Cái là cái chuyện nó xảy ra là sau đó chứ không phải là ngày đầu tiên luôn. Có một dịp là sinh nhật của chị vợ con. Nghĩa là con chủ động là la thôi để anh đi với em, anh chở em đi. Tụi con á, tụi hiểu cái chú Thuận chú hỏi gì không? Cuộc đời chú Thuận chú chỉ cần biết á, không cần biết sau đó mấy ngày. Dạ. Chú chỉ cần biết là tụi con hung nhau lúc nào. Đó. Dạ. Mấy con... ngày sau thì hung nhau. Thật ra thì chồng con nói là dịp gì đó. Nhưng thật ra cái dịp đó cách ngày quen tụi con quen nhau là có 2 ngày à. Hay sao? Dạ đúng. Có nghĩa là ngày hôm trước là tụi con quen ở đây, xong rồi ngày hôm sau là tụi gặp nhau ở nhà. Soju dạ, và trái cây. Thì lúc đó xuống dưới nhà thì con có chủ động cái hộ trang, chồng con là con tính hôn má thôi. Chồng con quay ra chụt một cái hôn môi luôn. Vậy tức là ngay ngày hôm sau rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy đó nó cứ ràng ràng. Đó là ngày đó luôn đi ngày sau. Cái tới ngày thứ hai, có nghĩa là cái ngày mà sinh nhật của chị con á, chồng con cũng chủ động lắm. Anh qua với em đồ nha. Rồi anh chở em về thì con không nghĩ là anh chủ động đến mức độ vậy luôn. Có nghĩa là qua đến đây rồi con nghĩ là chồng con sẽ về, con tính anh về nha. Con vừa mất rin vô chạy vô nhà luôn, chạy vô trong nhà luôn rin vô. Xong rồi em đóng cửa lại nha, xong rồi gạt chân xuống cái đi lên trên lầu, rồi xong rồi tắm rửa thay đồ. Có phòng con chưa rồi vô, em vô có hai lần thứ hai à, vô tắm rửa thay đồ nằm ra luôn. Hả? Giống như nhà của ổng vậy hả? Thì người đàn ông làm nhiều hơn nói mà. Và đêm đó cái gì tới cũng tới luôn, hết luôn. Dạ. Mà sao con gan quá vậy đâu con kể nghe. Bây giờ tự nhiên cái mình qua phòng bạn nữ ăn mặc cái kiểu rất là sexy. Mà mình đã kiểu có men trong người rồi. Mà mình nếu mà không làm gì thật sự đó không phải đàn ông. Rồi sau đó bao lâu thì mới cưới? Con về Vũng Tàu chơi, chở vợ về cái ra mắt ba mẹ, bữa đó là sinh nhật của ba. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là ba mẹ của con là ưng bạn này liền luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Còn ngược lại sao? Dạ thì sau đó một tuần thì tụi con về Bến Tre. Lần này con nhậu với cha mẹ của Hiệp. Lúc đó nhậu thì tầm 12 người. Cuối buổi thì tầm khoảng đêm là còn có mỗi con với cha con thôi. Cha. Hôm đó xong là cha con đi đâu? Con dâu tôi đó, con dâu tôi nè. Đúng rồi. Dạ, tiếp ổng cho đến tàn tiệc luôn mà. Con mẹ cũng vậy, cho mẹ ngồi mẹ kể hết cho con nghe về những chuyện của Hiệp trước, như từ người yêu cũ, người yêu mới, sao quen ai, sao cấp 3, sao cấp 2, sao kể hết luôn. Mặt của vợ á rất giống mẹ, mặt của mẹ con. Dạ. Còn mặt của chồng con rất là giống mẹ con. Ủa thì biết sao giống hệt à? Tại hai đứa nó cái mặt nó giống nhau á. Rồi như vậy là chắc là cưới liền đúng không? Dạ được một cái là sau cái hôn mà cái hôn ngày thứ hai con nói á, là chồng con nói luôn là anh phải cưới em làm vợ ngay sau hồi tháng 3 á. Cái đêm đó kêu em ơi cưới nha cưới nha. Con tưởng đâu là cái khung cảnh cầu hôn nó phải là ở biển rồi này kia vậy đó. Không. Em cưới nhà cái sao tao alo cha xem ngày giùm con nha cha. Xong cái cha về xem ngày con ở tháng 5 hoặc tháng 1. Thôi tháng 5. Tháng 5 đừng tháng 11 giờ làm liền. Là chuẩn bị cưới trong vòng đúng 1 tháng. Lúc đó là 3 giờ sáng. Lúc đó ngủ đang nằm mơ thấy sao tự nhiên vợ con đi với ai á. Cái tự nhiên mình tức quá. Quen mình thời gian rồi mình tìm hiểu kỹ quá, hợp nhau quá mà sao tự nhiên đi với ai bỏ em, cái giật mình vậy. Cái vợ đang ngủ cái quay ra nói vậy. Em ơi, cưới nha. Cưới. Vợ đó mơ màng màng. Kiểu... không cầu hôn gì cũng lãng mạn đó con. Thiệt mà, lúc 3 giờ sáng trong khi hai đứa còn đang xe ke. Người ta là cầu hôn lúc bình minh lên là con cầu hôn bình minh chưa lên cầu hôn luôn. Mà con bé mơ nó đang đắm chìm trong giấc mơ nữa. Nó trả lời trong mơ mà. Mà nó hở nữa trời ơi coi ông cầu hôn kỳ vậy ông nội. Nó kể vậy chứ mà dễ gì mà không có cái loại tật xấu. Các mấy đứa như là thân thiết với nhau đâu có tật xấu đúng không? Có không có. Nếu không có mình qua luôn, có không? Dạ con có một cái tật xấu thôi, cái nói chung là tất cả mọi thứ đều ok. Có một tật xấu là hơi bừa bộn. Đồ đạc nha. Ví dụ như mặc đồ về á, con là người dọn không à, ví dụ như đồ mặc xong quăng chỗ là con phải lấy đồ đem vô máy giặt, rồi đồ quăng lên giường con phải lấy làm phơi. Cái tiếp con là người không thích đứng yên nhìn cái đơn gì đó bề bộn,
Thật sự luôn, từ nhà, từ cái việc mà từ trước cửa nhà sau tới vô nhà vệ sinh luôn, là tất cả mọi thứ này con đều cảm thấy nó ngăn nắp ok hết rồi. Nhìn nó ok, tại tính con vậy hay sao á, với con là người thích dọn dẹp nữa, nên giờ con cậy cái tính đó hay sao á, sướng luôn. Vậy là bé này hên quá. Hèn gì bây giờ liên tưởng tới cái vụ mà bữa ông lại ông thấy lau nhà đó, là qua bữa sau là ông giác coi như là chổi nè rồi lùa lau nhà tới. Con có ý kiến là không phải tại vì do con không làm, hồi trước con sống rất một mình, rất là ngang nắp và gọn gàng luôn. Nhưng mà từ ngày có chồng, con chưa kịp dọn là chồng con dọn rồi. Tức là ổng nhanh hơn mình. Có nghĩa là con chưa kịp làm gì hết. Ủa anh ơi, cái khăn em đâu? Anh máng lên rồi. Ủa anh ơi, bộ đồ em đâu? Anh có vô cái giặt rồi. Ủa anh ơi, cái đồ anh giặt tay anh phơi luôn rồi. Rất là nhanh. Sướng quá vậy là chúc mừng con nha. Con quá sướng luôn á. Trời, ngược với em. Em chưa kịp nữa thì là đã bị vợ chửi rồi. Vợ tôi cũng vậy đó, vừa cỡ ra cái nó quay lại là mất tiêu luôn. Mà nhanh lắm, phải giống như ma. Vừa có cái quay qua, trời mất tiêu rồi. Tôi bỏ máy giặt rồi. Đúng rồi, dễ thương vậy là chúc mừng em luôn á. Trời ơi, quá trời đáng yêu ông Liên á. Ồ thiệt á, đôi giày vừa cỡ ra cái, ủa đi giày đâu rồi. Mà nhanh lắm, phải nhanh lắm. Rồi sao nữa nè, còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì có một tật xấu đó thôi, chứ tất cả mọi thứ đều đang ok rồi. Có mua sắm vượt chỉ tiêu gia đình không? Có bị ghiền không? Shopee rồi đó là cái bệnh của các bà vợ thời đại đó. Hả? Đây là thánh cuồng Shopee. Đó, thấy chưa? Trước con là từ một thành viên không có ý nghĩa gì của Shopee, hiện tại là con thành viên VIP của Shopee luôn. Thấy chưa? Mua của nít mình xong chưa xong, mua qua nít con nó nổi mà con thành viên VIP luôn. Ủa, thí dụ đó, thí dụ như cái cuồng nó như thế nào? Con tả sơ sơ thôi. Dạ, ví dụ là thấy sàn dơ đi, chỗ lau nhà cũ quá thôi để mua cây lau nhà mới nhưng mà vẫn còn sử dụng được, nhưng vẫn thấy phải mua cái mới. Hồi trước là tụi con mới dọn ở Phú Nhuận nè, tất cả đồ bếp rồi giờ mua hết, từ cái nhỏ những thứ không cần thiết không sử dụng tới cũng mua luôn. Buộc con phải người cấp hỏi mốt hỏi anh ơi hồi trước em mua nè, em nhớ em có mua nè, mà ở đâu cái là con chỉ chỗ đó mới đi lấy, chứ thật sự là mua mình không biết mình mua gì luôn. Đúng rồi. Mấy đứa mà ghiền shop là nó như vậy không đó con, cứ toàn mua về thôi. Nếu là phải canh mấy cái bữa mà săn sale đó đúng không? Săn sale con muốn mua luôn. Cái đợt con đi đá banh, có 1.5 tiếng, tự nhiên có tin nhắn điện thoại, tin tài khoản của bạn bị trừ 1.5 triệu, là không biết cỡ nào. Vợ con ở nhà cũng đi săn Shopee hết á. Kiểu như mỗi lần nó họ con diện hỏi là sao em mua sắm nhiều quá vậy, tại đi đá banh nhà em buồn nên mua sắm thôi cho đỡ buồn. Em đâu muốn mua đâu. Ôi, thấy thương quá. Nghe thấy thương luôn, giờ nói gì nữa giờ chú. Vừa nói xong muốn bỏ cho banh luôn. Muốn nghỉ đá banh luôn. Cho banh đừng có buồn. Mỗi lần đi có tin nhắn ngân hàng là em thấy mệt người luôn á. Rồi giờ tới con đó mơ. Dạ. Ổng sao? Có tật xấu gì không? Trời ơi, con thiệt, chồng con có tật xấu rất là lớn. Ví dụ như hồi trước cô là, ví dụ như là đàn ông hay nói người ta là sau này anh cưới em anh sẽ phục em đúng không? Chồng con không phụ một cái gì hết, mà chồng con làm hết. Có nghĩa là làm đến mức độ mà con cảm giác là nếu được may một cái là con nấu ăn ngon, với cả là cái việc mà buôn bán kinh doanh con nói chuyện cũng được á. Nên là con làm chủ được cái vấn đề đó, là ví dụ chồng cần ăn gì là em ơi anh thèm này quá em nấu anh ăn đi. Đó, mà trong khi là con đã chuẩn bị đầy đủ một cái hành trang làm vợ, là nữ công gia chánh rồi, giỏi việc nước đảm việc nhà, là sau này về là chồng cứ ở yên đó em làm hết cho. Nhưng mà tước hết những cái là tất cả mọi thứ luôn, về chồng lau nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm lâu lâu cũng dành, rồi xong rồi cái gì nó dọn tất cả mọi thứ luôn, rồi chăm chó nhà, có nuôi 2 con chó bút đồ. Trời ơi thiệt á, nó sướng ha. Đúng là bé mơ á, con sống được cuộc sống trong mơ á. Con không biết là kiểu là tốt hay xấu, nhưng thực sự đối với con là chồng con bị ôm đồm á, có là con muốn phụ lắm, mà con em để em làm thôi, đã anh làm xong rồi. Em chưa kịp làm xong rồi, có nghĩa là con chưa kịp làm cái gì hết, là chồng con xong hết rồi, thành ra con muốn phụ cũng rất là khó. Nên cái việc con làm được duy nhất trong nhà đó chính là nấu ăn đó, nên là con làm được mỗi việc đó. Mà nấu xong là rửa, là ổng rửa luôn. Dạ đúng rồi. Có cái con rửa, nấu xong là con hay vừa rửa vừa nấu. Ừ. Thôi đừng có nấu, để đi. Ôi, đừng có rửa. Rửa, để đi, để anh rửa. Không, con vẫn rửa. Em để đó cho anh, để anh rửa. Trời ơi, vậy luôn á. Dạ đúng rồi, có nghĩa là xong rồi, có nhiều khi mà con nấu ăn ra thì con nấu đồ ăn thì phải nóng ăn mới ngon. Thì lúc đó là đôi lúc mà con phải dậy sớm á, con cố gắng con dậy sớm nấu ăn cho chồng, thể hiện một cái người làm vợ rất là đảm đang, chỉnh chu rồi đó, là nấu cơm sớm với chồng, anh ơi dậy ăn không. Con vừa nhích ra khỏi cái giường 5 phút thôi, chồng con dậy bắt đầu lau nhà, gọi là bày việc làm, lau nhà, rửa chén, quét nhà, rồi dọn chó, chăm chó, rồi lau nhà phòng vệ sinh, có làm hết.
tới lúc mà con kêu anh ơi cơm tới rồi, xong rồi, nóng xong rồi, ăn đi, thì vẫn còn đang làm. Thôi đợi xíu anh làm, anh đang phơi đồ, anh đang phơi đồ, anh đang giặt đồ, đợi xíu. Đồ ăn nguội luôn. Trời ơi, bà đang kể tật xấu của ông chồng. Thiệt luôn á. Vậy bây giờ theo con, lắc đề không? Giờ theo con giờ nó có cái gì xấu? Bị lắc đề không? Con được ôm đồ, có thể đối với con đó là sự ôm đồ. À, đã thấy là tật xấu đó đúng không? Có nghĩa là với ai, tối con biết nha, thật sự đó rất ôm. Với con là ôm đồm đúng không? Chia sẻ, con muốn chia sẻ chồng cho chồng có thời gian nghỉ ngơi. Đây hai vợ chồng thì làm chung, công việc thì làm chung, thời gian thì y như nhau. Mà công việc thật chồng con làm hết. Chưa, em có nhờ con chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Thôi kệ nó đi. Có đi. Con đừng có ước, kệ nó. Đừng có nói nó xấu, kệ nó. Mai mốt con chỉ cần đẻ con ra con nuôi con là được rồi. Dạ. Khỏe luôn. Đẻ đứa con dành phần nuôi nha. Dành nữa nó dành nữa. Thì con nói vợ là... rồi, nếu mà đẻ con ra là con phải do anh dạy. Em cứ việc làm việc của em thôi, em cứ gì em đẻ thôi. Không, dạy là khác mà chăm là khác. Thôi con để nó chăm đi rồi con dạy không. Thôi. Không chịu. Từ chăm phải nghĩa là mất 2 năm chăm. Rồi sau đó bắt đầu dạy, 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 dạy lên. 2 năm là chăm tôi. Tâm đã đời lắm á. Không, nhưng bắt đầu dạy từ bắt đầu dạy từ 6 tháng được rồi. 6 tháng, 6 tháng dạy, là bắt đầu dạy chơi, rồi. Cũng là chơi, chơi. Chơi với dạy. Con á. Ừ. Rồi, bây giờ thôi giật hãy đào bới một cái tật xấu như của ổng đi. Có không? Giống như con không biết cái này tật xấu hay tốt nữa, nhưng với con nó vẫn là xấu. Đó chính là kiểu tính toán chi ly rất là kỹ. Đó là lý do vì sao chồng con giữ tiền trong nhà nha. Con không có tiền trong người. Dạ, nhà con thì bao nhiêu tiền là chồng con giữ hết. Điện nước chi tiêu là dạ, chồng. Đúng rồi. Thì đôi lúc có những cái việc nó không cần phải tính quá kỹ, nhưng chồng con tính rất kỹ, đôi làm cho mình cảm thấy mệt á. Ví dụ như là đợt đó là ví dụ mấy cái tiền tụi con hay làm kinh doanh á, thì nó hay có những cái chi phí phát sinh á, có nhất ra có tầm mười mấy ngàn thôi. Sao ta, sao nhờ em, sao này em, sao vậy ta, cứ nguyên một ngày luôn mà cái mặt buồn hiu luôn. Đúng là chỉ có một chút xíu thôi mà không biết nó phát sinh ở chỗ nào. Đúng rồi. Ừ. Cứ suy nghĩ hoài, cứ phải đánh đo hoài và làm cho bản thân của mình rất là nặng trĩu. Và đôi lúc những cái đúng không, có việc gì và gọi là phát thiệp cưới. Đợt đó tụi con ở trên Sài Gòn thì nó khá là xa xôi, thì thôi mình đi đâu mình cầm hết một đống đi, đâu có phải là quá nhiều người đâu cô chú, một xấp vậy à, cầm theo là được rồi. Cứ tới giờ em ơi nay có ai để anh xếp ra, anh xếp ra nè, của em bạn là có ai cứ hỏi, mà trong khi là con đang làm việc, con đang tư vấn này kia với khách hàng đó. Thôi thôi để anh xếp cái này rồi cứ xếp đại rồi hồi sau cái thiếu, mà trong khi em cứ mang hết đi đi. Anh cứ mang hết đi đi, anh cứ ngồi anh suy nghĩ làm gì, mà có mỗi cái thiệp cưới không mà suy nghĩ 3 ngày 3 đêm là này sao ta, hôm nay đi có ai ta, rồi có nghĩa là chồng con suy nghĩ dùng con hết. Bởi vậy lấy con xong ai cũng kêu ông già đi mấy tuổi, con từ một cái người rất là trưởng thành xuống còn có 15 tuổi thôi. Đó tại vì em lo hết rồi. Đúng rồi, suy nghĩ dùng hết. Ví dụ như có những cái chuyện nào mà cụi con mua quà cho ổng mà ổng cũng phải tính toán, cũng phải trăn trở về cái món quà đó. Dạ có luôn. Đợt đó con sản xuất đi. Con thấy này cái quần của chồng hơi rách. Hơi rách nha. Anh còn mặc được. Đó, hơi rách thì con mới lên con mua cho chồng mấy cái quần. Trời ơi, em nghĩ sao cái quần này mấy 200 ngàn. Em nghĩ anh mặc cái quần có 100 mấy rồi, em mua 200 ngàn. Đi mua cho chồng đôi giày hai, gọi là tại vì chồng con chỉ có một đam mê duy nhất là đá banh thôi. Tại vì nhậu, hai vợ chồng nhậu chung. Đó, đi chơi bạn bè hai người đi chung. Thì có một cái đam mê duy nhất là đá banh. Thì con quyết định con mua chồng con cái giày đá banh thật là tốt, là xịn. Có 2 triệu mấy à. Đó, mà chồng con em nghĩ sao mà mua đôi giày đá banh 2 triệu rưỡi. Nào giờ là anh cũng có 500 ngàn thôi. Ngồi tiếc đứt ruột ôm đôi giày đi ngủ luôn. Không đeo luôn. Tiếc tiền, tiếc giày đó. Bây giờ vẫn chưa mang luôn. Rồi thôi giờ mong muốn xài được. Trời bây giờ ơi. Mong muốn ông xã tuyệt vời này thay đổi điều gì? Con chỉ mong chồng con bớt ôm đồm lại đỡ nhức đầu. Bớt chia sẻ với việc đúng rồi, cứ có việc gì nhà với vợ đúng không? Đúng rồi, để cho vợ làm bớt, rồi cứ có gì thì bớt suy nghĩ lại. Có nghĩa là đừng có lo lắng đánh đo nhiều thứ quá, tại vì vẫn có vợ bên cạnh mà. Đó, và được một cái là lúc mà tụi con cưới nhau thì ai cũng nói là hai đứa con mà ghép lại với nhau làm ăn rất là ok. Nó không có gì phải lo lắng cả, cứ thoải mái, cứ làm ăn. Đây chồng con cứ lo lắng mọi thứ. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì không? Nói chung là hiện tại là hai vợ chồng con hồi trước á, là khi quay chương trình xong con bảo là ví dụ như mà em đang gặp vấn đề gì á thì em cứ việc trao đổi với anh. Có nghĩa là con không phải là người tiếp người là đón cảm xúc của người gái, nghĩa là con cần gái chủ động. Ví dụ như là em đang cảm thấy thế nào, em đang cảm thấy như thế nào á thì nói thẳng với con. Thì con biết mà cái cách bạn gái nó đang trong trạng thái thế nào á, thì mình biết cách xử lý. Mà bạn gái con làm được điều đó là ví dụ như hai vợ chồng bị nhậu, là đi với bạn con hay đi bạn vợ gì á, là hai đứa không hài lòng nhau thì về nhà trao đổi với nhau liền luôn, chứ không phải là để hôm sau.
Ví dụ hôm nay anh thấy em không được điểm đó, là em nên làm như vậy sẽ tốt hơn nè. Kiểu như vợ không góp ý con, là hai người giải quyết vấn đề trong cái ngày hôm đó luôn. Nghĩa là hiện tại đang làm rất tốt việc đó rồi, cho nên là con chỉ muốn là duy trì cái việc này cho tới sau này tương lai thôi, chứ cũng không muốn thay đổi nhiều về bà con. Nhưng mà cô có thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, nhất là chồng á nha, cái việc làm việc nhà không sao hết, cứ để nó ôm đồn. Chỉ có bớt cái việc gọi là suy nghĩ. Tại vì con biết không, bây giờ tụi con đang còn trẻ, nó khác. Nhưng mà sau này con lớn lên rồi, con càng ngày càng lớn lên á, thì cái đó nếu như nó thành một cái nếp của con á, là con sẽ rất dễ bị về đột quỵ á, stress á. Không, cái đó cô nói nghiêm túc. Tại vì bây giờ đang vậy ha, xong càng ngày á, là cái cấp độ nó càng ngày càng cao, bởi vì công việc nó càng ngày càng phát triển rồi, sau này còn con cái, còn chi tiêu đủ thứ nữa. Con suy nghĩ nhiều quá là không tốt. Có những cái nào bỏ được con gạt qua. Không, cái đó cô nói nghiêm túc đó. Đó là một cái. Cái thứ hai, khi mà con làm hết cái việc đó cho vợ con thì vô hình dung con đã triệt tiêu đi cái bản năng mà của vợ con nó có. Nó là một đứa rất là thông minh, nó là một đứa rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà từ từ con không cho nó cái diện về văn ôn võ luyện, mà con hiểu không? Không để nó mai một đi, nó phí hoài. Phí hoài một tài năng. Con hiểu không? Thành ra con dạy gì? Suy nghĩ, để nó suy nghĩ bớt đi con. Đúng rồi. Cái đó cô nói nghiêm túc. Chị Hồng dần nó đúng. Đúng không? Nhưng việc nhà con cứ làm đi, không sao hết. Việc nhà làm là để nó thoải mái được cái đầu nó nữa. Thiệt, cái đó là cái mà để cho xả stress đó. Đúng rồi chị, chứ để không là từ ngày cái nó bị lười tính á. Rồi chắc chắn là sẽ đến một giai đoạn gọi là ỷ lại. Ỷ lại cái đầu thôi. Cái triệt tiêu cái tư duy uổng lắm. Không tính cái đâu, cái bị lì, ù lì liền. Tại vì nhiều lúc mà suy nghĩ về công việc của hai đứa bị bí là con tìm cái đó con làm à. Ví dụ như là mền này gấp chưa đúng rồi. Đúng. Thì cái đó cô khuyến khích mà. Cái đó cô khuyến khích con mà. Đừng có kệ đi, cứ cho làm đi. Mà nói gì nói thì suy cũng nghĩ phải thôi. Chúc mừng bé Mơ. Đã tìm được một người chồng quá tuyệt vời. Đúng rồi. Em mà cũng chị cũng chúc mừng em á, tìm có một người vợ quá tuyệt vời đó. Thôi Phật ra là cũng cảm ơn chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đã mang đến một cặp đôi vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son rất là tuyệt vời. Rất là đáng yêu ha. Rất là đáng yêu. Và chúc cho hai bạn có một cuộc sống đó thật là viên mãn, hạnh phúc, và trong năm sau có em bé luôn. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa nghe.